nhiều người nghĩ rằng là học quản trị kinh doanh nhiều khi nó là chữa cháy ấy. cấp 2, cấp 3 mà không được định hướng nghề nghiệp tốt khi mà phải thi vào đại học ấy, thì mọi người cứ nghĩ là thôi cứ học quản trị kinh doanh đi anh nhận thấy là những người như thế nào thì sẽ phù hợp với việc học ngành quản trị kinh doanh ấy? thực ra các doanh nghiệp ấy, nó giống như một cái cỗ máy cái người mà học quản trị kinh doanh ấy, là đa phần là để làm sao vận hành được cái bộ máy đấy một cách trơn tru nhất hiệu quả nhất nếu như mà chúng ta không có cái khả năng tự học chúng ta không có đúc kết lại mọi thứ ấy, thì người làm quản trị sẽ lúc nào cũng bị bị ngợp Bị dối với những cái mới. cái sự khác biệt lớn nhất giữa người đạt được những cái bước tiến lớn nó ở cái yếu tố là em có thực hiện việc đấy hay không và cái yếu tố thực hiện hay không ấy thì anh nghĩ rằng là quan trọng nhất nó là kỷ luật. Chào mừng các bạn đã đến tập tiếp theo của podcast người trong môn nghề podcast về hướng nghiệp và phát triển bản thân dành cho người trẻ Việt Nam và ngày hôm nay thì mình rất vui hạnh có mặt ở đây một khách mời rất là đặc biệt đó là anh. Phạm Sơn Tùng, anh Tùng hiện giờ đang là Chief Strategy Officer (CSO) của Chợ thuốc tốt, đồng thời là anh cũng là một người mà có rất nhiều kinh nghiệm trong câu chuyện quản trị. Một lần nữa em rất là vui mừng và cảm ơn vì anh Tùng đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và ngoài những gì mà em đã giới thiệu sơ bộ, thì không biết là anh còn gì muốn chia sẻ thêm không? Cảm ơn chương trình người trong môn nghề đã cho Tùng cơ hội được trao đổi với cả các bạn về một chủ đề rất là thú vị đó là học quản trị kinh doanh. Mà. vì bản thân anh thì học cả đại học và cao học đều là về quản trị kinh doanh cho nên là nếu như mà để chọn một cái chủ đề mà nói chuyện thì chắc là hôm nay anh nghĩ là sẽ có khá là nhiều thứ để anh em có thể trao đổi với nhau theo em được biết thì anh là một người có có một cái niềm đam mê kinh doanh uh, khá là mạnh mẽ và em em rất là tò mò không biết cái điểm cái niềm đam mê của anh ấy nó xuất phát từ thời điểm nào À, nếu mà để nói là gọi là có niềm đam mê về kinh doanh thì cũng cũng không không đúng đâu thật sự anh chia sẻ là là anh anh không phải là một người có có cái niềm đam mê về à, kinh doanh ngay từ ban đầu mà cái mà anh thích thực ra nó là chính trị và lịch sử à, à thế rồi. nhưng mà trong quá trình mà à, đọc tìm hiểu rồi nghiên cứu à, giống như là một cái cái niềm đam mê đọc sách về những cái chủ đề đấy thì thấy rằng là à, cái sự phát triển của nhân loại trong lịch sử rồi tất cả các thứ thì nó có một cái khấu phần rất là quan trọng đấy là kinh doanh kinh tế vâng. đất nước nào cũng thế doanh nghiệp nào tổ chức nào cũng như vậy nó đều có những cái yếu tố đóng góp vào cái sự phát triển chung thế qua đó thì cứ tìm hiểu tìm hiểu dần thì cuối cùng là những cái nhân vật mà mình thích ấy, thì lại là những cái người làm kinh doanh vâng à, thế là cơ may khi mà sau khi mà học xong cấp 3 thì anh bắt đầu học đại học và bắt đầu học quản trị kinh doanh cứ như vậy thì khi ra trường và đến bây giờ là 15 năm thì đa phần tất cả đều làm về quản trị kinh doanh và làm trong các cái doanh nghiệp và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều cái industry khác nhau, nhiều cái giai đoạn khác nhau của cái việc kinh doanh. Từ startup anh cũng đã từng làm rồi, rồi đến những cái doanh nghiệp mà phát triển rất là lớn với cái quy mô lớn và cả những cái doanh nghiệp mà có yếu tố nước ngoài nữa. Đấy là những cái mà cũng rất là thú vị để 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 chia sẻ ngày hôm nay. Vâng. Thực ra khi mà nói đến câu chuyện quản trị kinh doanh ấy, thì em thấy có một cái cái luồng quan điểm nó rất là phổ biến tức là quản trị kinh doanh thì học rất là rộng học thì cảm giác cái gì cũng biết nhưng mà biết thôi, gọi là biết thôi chứ còn thực chất để gọi là đủ sâu để mình có thể gọi là bắt đầu làm việc gì đấy thì mình hơi mông lung Từ góc nhìn của anh, anh có gặp vấn đề đấy không? Và anh có cảm thấy rằng là cái việc mình học rộng như thế nó có lợi thế hay là nó có hạn chế gì không ạ? Ừ. Anh nghĩ là cái vấn đề đó, cái suy nghĩ đó ấy đa phần ai cũng cũng sẽ sẽ có cái cái suy nghĩ tương tự như vậy và không chỉ ở cái lĩnh vâng. vực là học quản trị kinh doanh hay là anh nghĩ là cái ngành nghề nào lĩnh vực nào cũng như vậy và vì thế trong quá trình mà ví dụ như là anh em mình nói về đại học đi chẳng hạn thì bao giờ nó cũng sẽ có khoảng 2 năm đầu là học đại cường, cường. Vâng. À, thế sau đó thì dựa vào cái kết quả học tập này rồi thì một số nơi thì họ sẽ cho phép là dựa vào cái năng lực và cái sự hiểu bản thân của sinh viên. Vâng. thì mình sẽ được đăng ký cái uh, lĩnh vực chuyên môn sâu mà mình sẽ học trong 2 hoặc là 3 năm cuối. Vâng, để mà sau 2 đến 3 năm đấy thì em sẽ được trang bị những cái kiến thức gọi là chuyên môn sâu để ra trường có thể là bắt tay vào làm cái công việc mà mình đã được đào tạo. Thì đấy là một cái khía cạnh nhưng mà đúng là có một một cái góc nhìn và một cái khía cạnh khác về quản trị kinh doanh ấy. Hay thậm chí là rất nhiều người nghĩ rằng là học quản trị kinh doanh nhiều khi nó là chữa cháy ấy. Vâng. Tức là nếu như mà cấp 2, cấp 3 mà không được định hướng nghề nghiệp tốt thì khi mà phải thi vào đại học á, thì mọi người cứ nghĩ là thôi cứ học quản trị kinh doanh ấy à, ừ. thế sau đó rồi kiểu gì cũng cũng sẽ có cái công việc phù hợp hay là như thế nào đó thì à, anh nghĩ là trong quá trình làm việc hay là trong quá trình mà anh học cao hơn và đi à, ra nước ngoài đến những cái trường đại học lớn ở trên thế giới á, thì cái việc là định hướng nghề nghiệp á, ở việt nam anh nghĩ là nó hơi muộn so với cả à, thế giới vâng à. tức là việc định hướng nghề nghiệp của chúng ta thường là chỉ à, năm cuối cấp 3 chẳng hạn và những cái cách mà định hướng cho học sinh hiện nay á, thì đa phần là chỉ có từ kinh nghiệm của bố mẹ này à. rồi thầy cô thế nhưng mà thật sự ấy, thì là những cái kinh nghiệm đấy nó là cách đây hàng chục năm rồi thì nhiều khi á, cái định hướng đó nó có thể nó sẽ không có rõ ràng hoặc không tạo được cái động lực lớn cho các bạn sinh viên À, khi mà các bạn chọn lựa cái ngành nghề mà học của mình chính vì thế anh, anh nghĩ rằng nó cũng dẫn đến một cái tình trạng là đấy à, cứ đi học là là học gọi là học quản trị kinh doanh thì cứ nghĩ là học rộng với cái học sâu nhưng mà học nó là ở mình chứ không phải là ở cái chương trình em học hay là cái ngành nghề mà em lựa chọn ở Việt Nam là một điển hình là học trong trường như này nhưng ra trường đâu có làm đúng 100% cái ngành nghề của mình đâu à, nhưng mà họ vẫn có những người thành công ngược lại có những người học chuyên môn rất sâu anh gọi những người bạn học học y học ra trường luôn rồi nha. À, đi thực tập xong rồi và phát hiện ra mình không hợp với nghề đó. Và bạn quay lại bạn học lại đại học luôn. Tức là mất gần 9 năm trời. Vâng. À, đấy là 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 thực tế là như vậy. đó học chuyên sâu đấy chứ đúng không? Nhưng mà không có nghĩa rằng là là như vậy là đủ. Đó, cho nên lại anh nghĩ rằng là đừng nghĩ rằng là quản trị kinh doanh là học rộng hay là học sâu, cái gì nó là đến từ bản thân mình trước hết đã. Vâng. Nhưng mà ngược lại thì theo em là với cá nhân em đi thì khi mà mình mông lung và mình không biết là mình phải bắt đầu từ đâu thì thực ra cái lựa chọn học quản trị kinh doanh có khi là lựa chọn tốt tại vì nó giúp mình tiếp cận được nhiều khía cạnh và lúc đấy thì mình mới tìm ra được con đường mà có khi lại phù hợp với mình nhất với, với trường hợp của em nó là như vậy ừ. à, nhưng mà à, vừa nãy anh có nhắc đến một cái câu chuyện đó là rất nhiều bạn bây giờ học quản trị kinh doanh nó giống như là một cái hình thức chữa cháy đi, ừ. tức là các bạn cũng không biết là mình thích cái gì và mình phù hợp với cái gì thì thôi chọn bừa một cái ừ. vậy thì nó dẫn em đến một cái câu hỏi, một cái thắc mắc là anh là một người cũng học quản trị kinh doanh và anh chắc là cũng đã tương tác cũng cũng như là mình cũng đã có một cái hành trình sự nghiệp đủ dài để mình reflect để mình nhìn lại thì anh nhận thấy là những người như thế nào thì sẽ phù hợp với việc học ngành quản trị kinh doanh ạ? Ừ. À, nếu như mà để nói là một cái mẫu hình như thế nào uh, phù hợp để học quản trị kinh doanh thì nó cũng uh, anh sẽ có một vài cái ý mà mà qua cái quá trình mà anh quan sát và anh anh học cũng như làm việc trong cái lĩnh vực và cái môi trường này thì nó có yếu tố như sau dạ. tức là thực ra các cái doanh nghiệp ấy nó giống như một cái cỗ máy nó giống như một bộ máy và mỗi uh, nhân viên uh, dù ở bất kỳ cái cấp độ nào hay là kể cả người chủ doanh nghiệp thôi thì nó giống như là những cái mắt xích vâng dạ. và cái người mà học quản trị kinh doanh ấy là đa phần là để làm sao vận hành được cái bộ máy đấy một cách trơn tru nhất hiệu quả nhất chính đúng. vì thế những cái yếu tố hoặc là những cái tố chất của người mà muốn học quản trị kinh doanh và làm quản trị kinh doanh tốt ấy, thì theo anh là yếu tố đầu tiên là phải tính logic đúng. em phải có một tính logic để em nhìn nhận à, mọi thứ ở trong cái doanh nghiệp đấy một cách logic à, làm quản trị kinh doanh thì nó sẽ không thể theo hướng được là một này à, nó cũng à, đúng rất nhiều người bảo quản trị kinh doanh nó là nghệ thuật đúng không? là nghệ thuật nhưng mà nó là nghệ thuật của sự logic sắp xếp mọi thứ như thế nào tối ưu cái cỗ máy đấy ra làm sao chứ đâu không phải là kiểu là tôi hứng lên là tôi có thể sáng tác ra một cái tác phẩm nghệ thuật gì đó thì không phải thì yếu tố đầu tiên anh nghĩ là là bắt buộc là phải có tính logic nhìn nhận mọi thứ nó phải logic khách quan cái thứ hai á là nó sẽ có một số những cái kỹ năng mềm mà nếu như các bạn ví dụ là học sinh sinh viên mà thấy rằng mình có những cái kỹ năng mềm này thì các bạn ấy khi mà học quản trị kinh doanh các bạn sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn và dễ hơn À, ví dụ như là các bạn ấy cần phải có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt cái này là bắt buộc bởi vì là à, khi em làm quản trị dù ở bất kỳ lĩnh vực phòng ban nào chẳng hạn thì cái việc là không chỉ đơn giản là em em làm tốt công việc của mình mà cái quan trọng hơn là em phải nói được ra cái công việc đó hoặc là những gì mà em muốn với ừ. sếp này với đồng nghiệp này và với khách hàng của mình này thì chắc chắn là những cái kỹ năng đấy là em phải có kỹ năng thuyết trình kỹ năng à, đàm phán tất cả mọi thứ và cái này thì anh nghĩ là ở cấp 3 là nếu như các bạn bây giờ cái cái môi trường giáo dục nó khác rồi cho nên là các bạn ấy dễ đánh giá được là là mình có cái kỹ năng đấy hay không rất à. là dễ và bây giờ thì nó thuận lợi hơn một anh ngày xưa rất là nhiều và một cái yếu tố nữa mà anh đánh giá rằng là, là nếu như thật sự à, không chỉ là về quản trị kinh doanh đâu mà là tất cả các ngành nghề khác mà bạn nào mà có được à, cái à, Điểm này thì các bạn sẽ rất là thuận lợi trong sự nghiệp của mình phát triển đó chính là cái khả năng tự học. Và đặc biệt đối với người làm quản trị thì lại càng phải đặt cái sự tự học lên cao hơn nữa. Vì khi mà em nói về quản trị kinh doanh, khi em nói về kinh doanh ở bên ngoài, ấy, em thấy rằng cái môi trường nó thay đổi là một trong những cái nhanh nhất. Bao giờ thì cái sự thay đổi, cái sự chuyển biến gì nó cũng diễn ra là ngay lập tức ở bên ngoài những cái xu hướng mới ví dụ vài năm trước thì chúng ta nói giả sử trong kinh doanh nó bắt đầu nói về metaverse này rồi rất là nhiều thứ nhưng mà chắc là khoảng một năm rưỡi đổ lại đây thì người người nhà nhà nói về AI, ai, ai? Vâng. Ờ, thế nhưng mà thực ra nếu như mà chúng ta không có cái khả năng tự học chúng ta không có đúc kết lại mọi thứ thì người làm quản trị sẽ lúc nào bị bị ngợp bị dối với những cái mới rồi sẽ không trả lời được câu hỏi là cái tổ chức của tôi nó có đi theo cái xu hướng này không bởi vì em thấy rằng là có những cái xu hướng nó bùng lên một thời gian á sau đó đâu còn 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 xuất hiện nữa và nó à. không đem lại gì cả à, thì đấy là một cái mà tại sao người học quản trị cần phải có cái kỹ năng tự học rất là tốt rất là quan trọng và xuyên suốt luôn không được dừng lại à, mà học bây giờ thì nó dễ thôi. đúng không ở đâu đâu cũng có thể học đọc sách cũng được lên mạng cũng được hay là những cái postcard như thế này đúng không à. cũng là cái môi trường để học và chỉ có cái việc là các bạn có muốn học hay không mà thôi còn bây giờ kiến thức bây giờ nó bùng nổ ở khắp mọi nơi dễ tiếp cận và um, cái người học và làm quản trị thì anh đánh giá cao nhất chính là cái khả năng tự học. Vâng. À, anh có uh, gọi là có cái lời khuyên hoặc là một cái kỹ năng một cái gọi là bí kíp gì đấy liên quan chuyện tự học không? Tự học hay là rất nhiều thứ ở trong cuộc sống này nó không phải là một thứ dễ làm. Vâng. Nó không phải là thứ dễ làm. À, anh lấy ví dụ giống như kiểu là là việc tập thể dục đi, đúng không? Vâng. Tập thể dục ai à, biết là tốt hết nó giống y chang những việc học cái gì ai cũng biết là tốt bố mẹ cũng bảo mình hồi bé là học là tốt này đúng không vâng. vào trong các cái môi trường uh, giáo dục thì các thầy cô cũng bảo y chang như vậy rồi đi làm em cũng sẽ thấy thế thôi uh, các sếp cũng sẽ bảo là là tự học đi chịu khó học cái này đi học cái này sẽ tốt nhưng mà đâu phải ai làm được nó y chang những cái chuyện tập thể dục á thì vâng. uh, thực ra thì không phải gọi là là bí kíp hay cái gì cả anh chỉ có một một cái muốn chia sẻ là cái sự khác biệt lớn nhất giữa người đạt được những cái bước tiến lớn hoặc là đạt được gọi đơn giản là đạt những cái thành công ấy, ở trong cuộc sống hay là trong công việc ấy, nó ở cái yếu tố là em có thực hiện việc đấy hay không và cái yếu tố thực hiện hay không ấy, thì anh nghĩ rằng là quan trọng nhất nó là kỷ luật cái kỷ luật nó sẽ giúp em làm được việc này à, ừ. tập thể dục nó cũng thế này đúng không hay là em tự học thế chẳng ai có thể ép em được bởi vì sau khi mà học xong cấp 3 chắc không còn ai ép mình nữa vì không còn học để trả bài và. À, mỗi buổi sáng đúng không lên đại học thì các thầy cô cũng đâu có thời gian để mà kiểm tra cho đến khi em thi cuối kỳ hoặc là em phải có bài thuyết trình cũng không ai ép em cả và đặc biệt là khi mà đi vào môi trường làm việc rồi thì càng không ai ép mình càng không ai nói mình phải học cái gì làm gì đa phần là phải tự hết và cái lúc đấy à, có nhiều người thì làm việc là theo cảm hứng hoặc là theo à, gọi là hứng lên làm á à, gọi là có motivation để làm và. hoặc là nghe thấy cái xu hướng thì cái trend gì đấy hot hot thì bắt đầu là mình làm theo nhưng cái đấy nó nó chỉ giống như là ông là cơn sóng ấy, nó đi qua rất là nhanh. Nhưng mà kỷ luật ấy thì nó sẽ là cái mà em cứ hàng ngày em hàng ngày từng cái nhỏ một từng cái nhỏ một để tự hỏng thế. Có những người cầm trang sách nên đọc một cái là là một hai trang là ngủ <laughs> rồi. Nhưng mà không sao cả, một hai trang là được rồi. Nhưng ngày nào một hai trang thì dần dần sẽ đọc được. Học cũng cũng như vậy thôi, giống như là các cái postcard này, nghe trong cái lúc mà mà mình có thời gian rảnh đấy cũng là cái cách học đọc sách ở tất cả mọi thứ và khi mà đến những cái kiến thức chuyên sâu thì bắt buộc là phải đi học một cách chính thống vâng. Thì không thể học gọi là kiến thức lượm lạc được vì là um, anh có có một cái, một cái kinh nghiệm ấy, chính là cái việc là nếu như em học một kiểu um, mỗi nơi một tí ấy, thì sau này cái kiến thức của em ấy, nó sẽ là một 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 cái uh, nó nhìn nó lớn đấy nhưng mà nó rất là Hân phân mảnh và không không đem lại được cái kết quả à em thấy là vừa nãy anh cũng có nói đến một cái ý mà em cảm thấy rất hay đấy là câu chuyện là bây giờ ví dụ như mọi người có vẻ đi theo trend khá nhiều đôi khi ví dụ mình nhìn thấy cái này đang hot quá thì mình cứ lao vào mình học hoặc là mình lao vào mình tìm kiếm cơ hội thì em em thì em cái quan điểm của em về câu chuyện là trend này em cũng rất là tò mò em cũng rất là muốn hỏi ý kiến của anh bởi vì em thấy là khi mà mình suy rộng không phải chỉ là câu chuyện sự nghiệp và làm việc đâu mà ngay cả trong câu chuyện chọn ngành học cũng thế thực ra thì chọn ngành học các bạn trẻ bây giờ chọn theo trend đôi khi là các bạn chọn theo trend khá là nhiều và câu chuyện kể quản trị kinh doanh cũng vậy em nghĩ là cái thời một vài năm trước thì chắc quản trị kinh doanh cũng là một ngành rất là rất là hot gọi là hot trend ở thời điểm đấy giống như có một thời là tài chính ngân hàng này xong bây giờ thì chắc là mấy ngành kiểu như công nghệ thông tin vân vân thế thì em nghĩ là cá nhân em nhé cá nhân em em nghĩ là cái việc mà chạy theo trend khi không biết rằng mình đang thực sự phù hợp với cái gì kể cả trong công việc hoặc là trong việc học tập nó cũng có thể sẽ đem đến cho mình rất nhiều những cái sự là đau đầu vì cơ bản là rất là khó để có thể tìm ra được gọi là cái cái động lực thực sự để mình có thể đi tận cùng, đi đến tận cùng. Thì đấy là quan điểm của em, nhưng mà không em không biết là từ góc nhìn của anh thì anh nghĩ thế nào về chuyện kiểu các bạn đang học hay là đang đi làm những cái thứ theo cho em. Ừ. Thực ra theo anh anh quan sát nhá thì đúng đúng như là em nói là kể cả trong việc chọn lựa ngành nghề học này, rồi kể cả trong kinh doanh thì nó luôn luôn nó là xu hướng này rồi nó là theo trend này rồi đơn giản là sóng đúng không đợt này đang là sóng gì thì chúng ta tập trung vào đó à, như thời trước của anh chẳng hạn trước cái giai đoạn mà anh học thì là quản trị uh, kinh doanh nó chưa phải là hot đâu mà thời đấy nó là uh, ngân hàng wow. tài chính ngân hàng là người người nhà nhà sẽ đi học tài chính ngân hàng xong rồi đến cái giai đoạn của anh là là hai anh em mình ấy, thì là nó sẽ là quản trị kinh doanh này rồi wow. kinh doanh quốc tế này đúng không và sau cái giai đoạn đấy thì đến là nếu nhớ không nhầm là thương mại tử là người người ừ. nhà nhà bắt đầu nói về thương mại tử các trường mở rất là nhiều những cái khoa ngành liên quan đến thương mại tử và gần đây thì bắt đầu là đến công nghệ máy tính là rất là nhiều thứ thì cái góc nhìn của anh á cái này nó không có gì xấu à bởi vì những cái đợt sóng nó tạo ra cái sự phát triển ở trong xã hội này nó tạo ra sự phát triển trong kinh doanh trong bất Được. kỳ lĩnh vực nào cũng thế thế nhưng mà nếu như là một cá nhân ấy, thì mình lại phải nhìn rằng cái, cái con sóng đấy ấy, mình sẽ tham gia vào nó như nào vâng. ví dụ như là em để ý những cái người mà lướt sóng nhá người lướt sóng ấy, em để ý thì người ta có phải là người ta lao ra biển và người ta phi đúng vào cái đỉnh của cái con sóng đâu người ta phải bơi ra rất là xa và người ta đón cái con sóng đến từ khi nó còn rất là nhỏ nhỏ ở phía ngoài chứ Được. không phải là đợi đến khi mà sóng đánh gần vào bờ rất là cao rồi thì người ta nhảy lên thì nếu như mà để gọi là à, các bạn chuẩn bị chọn lựa nghề học này, ngành học này rồi đăng ký trường chứ các thứ ấy thì đấy cũng là một cái góc nhìn khá là thú vị. Nếu như mà các bạn cứ nhìn là à bây giờ nó đang là là cái ai ai người người nhà nhà cũng nói về cái này thì có thể nó chính là cái đỉnh của cái con sóng ấy rồi. Mà nếu như mà các bạn mà nhảy vào đúng cái thời điểm đấy á thì giống y như là người lướt sóng thôi. Nếu mà em lao đúng ở đấy là cái con sóng nó sẽ vùi dập em luôn. Và giống y như kiểu là em học 4 hoặc là 5 năm sau khi ra trường ấy, thì nếu như cái trend nó không còn nữa thì em ra trường là em rất là chới với em không biết là bắt đầu như thế nào nhưng ở chiều ngược lại nếu như các bạn chịu khó tìm hiểu các bạn ý chịu khó học hỏi thì các bạn ấy sẽ có thể là có một cái góc nhìn nó rộng hơn và sẽ giống như là cái người lướt sóng ấy. các bạn đã bơi rất là xa xa ở phía kia rồi và các bạn sẽ bắt được những cái nhịp sóng nhỏ hơn à, thực ra nhá, nói về, về ai hay các thứ ấy, em có tin rằng là phim ảnh ấy, bao giờ nó đi trước mà đi trước thực tế vâng. ví dụ những cái bộ phim nói về cái tờ <laughs> uh, terminator. terminator <laughs> là cách đây khoảng bốn chục năm rồi anh nhớ là ba mấy bốn năm đó. thì ba mấy bốn năm đến bây giờ nó mới hiện thực ở ở trong cuộc sống vâng. đúng không hay là những những cái bộ phim về siêu anh hùng Chụp chục hai chục năm trước đây uh, thì những cái gì mà ví dụ như là người sắt ngày xưa iron man đó, làm đó, dùng tay để điều khiển các cái uh, hologram là à. bây giờ nó mới diễn ra nó mất hàng chục năm chứ nó không phải là ngày một ngày hai giống như là mình mình trồng một cái cây và mình hy vọng là mình hái được quả ngay đấy là lý do tại sao anh lại rất là thích uh, về lịch sử cũng như là chính trị á. bởi vì là, là qua sách hoặc là qua uh, những cái bộ phim hay là cái gì đó nói về những cái đấy thì mình mình nhìn được cái vòng quay của lịch sử thực ra nó sẽ có những cái yếu tố nó lặp đi lặp lại á. Vâng. Ờ, ừ, thì nếu như các bạn để ý được cái đấy hoặc là có những cái người mà dẫn dắt ấy, hoặc những người chia sẻ ấy, thì các bạn nghe những cái đó và các bạn sẽ đánh giá được là à 5 năm nữa, 10 năm nữa chỉ cần như vậy thôi, tầm đó bởi vì sẽ rất là khó để nghĩ mà xa hơn. Nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa cái gì nó sẽ tạo ra giá trị cho xã hội, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thì các bạn đi theo những cái hướng như vậy nó sẽ là một cái xu hướng nhưng mà nó cũng không có gì là đảm bảo 100% trong quá trình 4 năm học ấy nhiều thứ nó thay đổi và cái lúc đấy cái sự tự học nó lại quan trọng à, vâng. có thể là ví dụ như bây giờ có rất nhiều bạn đang học uh, về uh, thương mại điện tử anh nói thật là khi mà anh vào anh vào các trường uh, để tư vấn uh, cho các thầy về uh, cái giáo trình về thương mại điện tử uh, thì rất kỳ lạ là trong cái giáo trình có rất nhiều những nền tảng hoặc có rất nhiều cách làm thương mại điện tử nó không còn tồn tại bên ngoài nữa <laughs> nhưng các bạn vẫn đang học tức là là không cần đợi đến 4 năm đâu chỉ còn năm thứ nhất năm thứ hai là có những kiến thức là nó không còn còn dùng được nữa rồi thì right. cái lúc đấy rõ ràng là chỉ có thể tự học thôi đấy thì tại sao anh lại nói rằng là tự học nó sẽ giúp cho các bạn ấy không bao giờ bị vào cái cảm giác uh, tranh vênh, chơi với trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì mình luôn luôn biết cái định hướng của mình là mục tiêu và cái thứ hai nữa là tự học thì nó sẽ giúp cho mình đi được vậy thì bây giờ nếu mà được nhìn lại cả 15 năm mình mình học và làm như vậy thì anh anh có thể đúc kết được ra một cái hành trình sự nghiệp nào đấy dành cho những người mà học quản trị kinh doanh hoặc là làm làm về quản trị kinh doanh không ạ? Ừ người làm quản trị kinh doanh thì lúc nào cũng nói đến số này, nói đến kế hoạch này tất cả thứ thì thành ra là chắc là cũng nhiều bạn cũng sẽ mong muốn là anh sẽ có thể chia sẻ là ví dụ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thì như này rồi như thế nào đúng không? Thế thì thực ra nó, nó nó không có cái yếu tố đấy đâu, nó không có một một cái plan nào cho tất cả mọi người và nó cũng không có cái yếu tố là bao nhiêu năm bạn phải làm được cái gì hay là không. À, mà nếu như ở bản thân anh á, mà anh chia sẻ với các bạn á thì nếu như chỉ nói riêng về sự nghiệp thôi, làm ngành nghề gì cũng thế, nó sẽ chỉ có một vài cái giai đoạn và cái mục tiêu của mỗi giai đoạn nó rất là khác nhau và các bạn cần phải tập trung để đạt được cái mục tiêu đấy à, trong thời gian sớm nhất và hiệu quả nhất. Thế thì nếu như mà thôi bỏ qua từ từ cấp 3 trở xuống nhé, tại vì đấy là là, là là kiến thức phổ thông rồi bắt buộc phải học rồi, vâng. đúng không? Đến giai đoạn đại học, giai đoạn đại học là gọi là em đổi cái thời gian của em để em lấy kiến thức, vâng, Ừ 4 năm là tôi đánh đổi tất cả thời gian của tôi để lấy kiến thức cho nên là phải nhớ rằng là vào trường đại học quan trọng nhất là để lấy kiến thức chứ lại không phải là kiểu như là hoạt động ngoại khóa abc có những trường rất là mạnh là đấy rất là tốt nha nhưng đấy lại không phải là cái yếu tố quan trọng nhất để tôi đánh đổi 4 năm đấy mà tôi cần quan trọng nhất là kiến thức thế sau khi ra trường thì cái giai đoạn thứ hai nó gọi là em dùng cái kiến thức đấy để em làm việc và đổi lấy là em nhận được kinh nghiệm là giai đoạn thứ hai Thế thì các yếu tố ở trong cái giai đoạn này rất rõ ràng Tức là tôi phải biến được kiến thức và kỹ năng của mình Trở thành cái kỹ năng để tôi làm việc tốt Và qua đó thì tôi có kinh nghiệm làm việc Là kinh nghiệm làm việc Thế giai đoạn này rõ ràng là các bạn phải tập trung làm cái gì Làm ở đâu, làm với ai ra làm sao để có nhiều kinh nghiệm nhất vâng. Chứ giai đoạn này không phải là đòi hỏi lương cao này cái giai đoạn này rất nhiều bạn sai lầm tức là tôi đi ra trường tôi học quản trị kinh doanh và hoành tráng tôi ra tôi phải phải có lương cao không có đâu. thứ nhất là không có và thứ hai nữa là nó bị sai mất mục tiêu rồi và thậm chí các bạn vào những cái công ty các cái tập đoàn mà nó hình thành lâu rồi nó có mọi thứ nó có hệ thống chỉnh chu rồi mà các bạn vào đấy thì các bạn cứ làm theo đúng cái quy trình thế thôi là được là các bạn sẽ nhận được lương đúng không lương theo các bạn mong muốn rồi à, danh tiếng của công ty các thứ nhưng mà ở chiều ngược lại liệu bạn có thể có được nhiều kinh nghiệm làm việc hay không hay là các bạn cứ làm một cái công việc đấy từ năm này qua năm khác thì dù có đi làm 5 năm hay 10 năm ấy, thực ra là chỉ là có 10 10 năm kinh nghiệm của một cái lĩnh vực thôi. Đúng, không? Không giải quyết được vấn đề gì cả. Mà cái quan trọng là làm sao giai đoạn đầu ra trường ấy phải học rồi thì bây giờ ra làm cái gì để có nhiều kinh nghiệm nhất. Tiếp theo là khi em có kinh nghiệm rồi, <laughs> có các cái kỹ năng rồi thì cái giai đoạn tiếp theo ấy, người ta gọi là dùng cái kinh nghiệm kỹ năng đấy đóng góp tối đa cho tổ chức và qua đó thì em sẽ nhận lại được vị trí tương xứng. Ừ. ừ. Khi tôi đánh giá rằng là tôi có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, tôi có kinh nghiệm làm việc ở trong lĩnh vực nhân sự hay ABCDE gì đấy. Thì tôi phải xác định rằng giai đoạn tiếp theo này này, tôi phải biến cái kinh nghiệm làm việc đấy trở thành giá trị cho tổ chức. Tức là ví dụ như tôi làm marketing giỏi nhưng mà giả sử như tôi chỉ biết làm cho tôi thôi thì nó không đủ. Nhưng mà nếu như khi em đóng góp được giá trị cho tổ chức đấy cao hơn qua performance hay bất kỳ một cái gì để em đạt được chẳng hạn. Và em lại có năng lực, kỹ năng để em quản quản trị được người khác, quản trị nhân sự. Tức là em em lên quản lý cấp trung á thì như vậy là em sẽ bắt đầu em được ghi nhận và em sẽ có vị trí ở trong cái tổ chức đấy. Đấy là cái giai đoạn tiếp theo. Tức là các bạn muốn phát triển và các bạn định hình rõ là đấy, tôi làm lên các cái vị trí tiếp theo thì giai đoạn này mới gọi là 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 có thể lên được vị trí này, chứ cái giai đoạn trước thì không lên được đâu. Ừ. Thế tiếp theo khi có vị trí rồi ấy là đến cái giai đoạn cuối cùng đây mới là cái khúc mà đa phần ai ai người trẻ nào cũng mong muốn là tôi có càng sớm càng tốt này đấy, tức là à, nhà cửa xe cộ thu nhập cao rồi hoành tráng thế này thế kia thì khi nào ở cái vị trí đấy lại tiếp tục bằng vị trí của mình ở trong tổ chức giúp phát triển được đội ngũ nhân sự này rồi tất cả các yếu tố khác giúp doanh nghiệp đi lên tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thì cái lúc này mọi những cái quyền lợi những cái benefit nó mới đến ở giai đoạn cuối này là không chỉ ở cái vị trí này mà là tôi ở vị trí này tôi làm gì tạo ra giá trị cho cái tổ chức này thì cái lúc đó thì chắc chắn cái sự ghi nhận của doanh nghiệp của tổ chức ấy, người ta sẽ đến và nếu như mà làm được theo cái lộ trình như này ấy, thì em để ý là tất cả các cái khúc đó, các giai đoạn đó thì cái người này đều tạo ra giá trị cho tổ chức và khi em tạo giá trị ở tổ chức ấy thì em sẽ không sợ cái tình trạng giống như ở thời điểm hiện nay là ví dụ như kinh tế khó khăn rất nhiều doanh nghiệp họ lay off họ, họ cho nhân viên nghỉ và thì em cứ để ý rằng là người ta chỉ cho những nhân viên nào mà không tạo ra giá trị nhiều ừ. cho doanh nghiệp thôi còn những người mà vẫn tạo giá trị họ vẫn sẽ ở đấy bởi vì là khi kinh doanh nó quay trở lại khi nền kinh tế nó phát triển trở lại thì những người đấy họ vẫn tiếp tục tạo ra giá trị và đồng thời là nếu như phát triển cái sự nghiệp theo cái định hướng mà anh có chia sẻ đấy là, là từ kinh nghiệm cá nhân thôi thì dù doanh nghiệp nào tổ chức nào ngành nghề nào lĩnh vực nào em luôn luôn là một người có giá trị trong tổ chức đây. Vâng. À, đấy là là cái anh chia sẻ. Như vậy là mình luôn luôn nên tư duy uh, <laughs> bằng theo cái hướng là mình sẽ cố gắng tạo ra giá trị nhiều nhất tổ chức ở từng cái giai đoạn. Giai đoạn và từng cái ừ. uh, gọi là từng cái khả năng của mình Chính ở, ở từng các ở, ở các giai đoạn đấy. Ừ. Hiện giờ nếu là các, các bạn trẻ thì thì các bạn chắc chắn sẽ 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 phải vấp sẽ phải có va vấp ấy thì em em rất là tò mò không biết là anh có bao giờ gặp phải những vấn đề đấy không và anh vượt qua được như nào ừ anh nghĩ là là đối với ai cũng cũng như vậy thôi à, trong một cái hành trình cũng giống như mình đi ở, ở trên đường thôi nó nó sẽ có những cái uh, ngã rẽ nó sẽ có những cái va vấp và đối với cả sự nghiệp thì có thể nói nó là những cái giai đoạn khó khăn vâng hoặc là những cái sai lầm gì đấy thì nếu như để bản thân anh thì uh, để chia sẻ một cách rất là thực tế với cả cả các bạn mà À, làm bất kỳ ngành nghề lĩnh vực gì thì cái việc là mình thất bại cho mình làm sai hay cái gì đấy nhá thì rất là dễ thấy rồi vâng. rất là dễ thấy là việc làm sai hoặc là thất bại thì nó đau như thế nào rồi tất cả mọi thứ nhưng mà anh sẽ chia sẻ từ à, bản thân mình anh có cái câu chuyện đấy như lúc này anh có nói là khi mà anh có thể gọi là thành công à, khá là là sớm đấy anh quản lý à, kinh doanh sale của của cái công ty cả toàn bộ cả nước luôn và rất là sớm rất là trẻ thì có lúc đấy là một trong những cái mà sau này khi anh nhìn lại nó lại là một cái giai đoạn mà anh học được rất là nhiều và anh đánh giá rằng là may mắn là mình đã vấp vào thời điểm đấy đã sai lầm vào thời điểm đấy tức là còn khúc còn rất là trẻ mới ừ. ra trường được vài năm thôi à, và qua đó thì mình rút được nhiều kinh nghiệm và tránh được những cái uh, yếu tố tiêu cực cho cái sự nghiệp của anh đấy là việc là khi mà anh thành công như vậy thì anh gặp rất là nhiều những cái vấn đề với đồng nghiệp với sếp vì anh thành công nhanh và anh bị trở thành là một cái gọi là nét tính cách nó hơi tiêu cực đi là anh tự tin rất là tự tin về về bản thân over confident luôn và anh rất là aggressive trong trong mọi thứ À, trong mọi cái quyết định, mọi cái công việc anh đều nhất nhất theo cái ý của của mình. À, vì làm sale thì nó có cái cái độ máu của nó là như vậy. À, vì thế thì mình mình à, không duy trì được những cái mối quan hệ với các đồng nghiệp, rồi thậm chí kể cả với sếp cũng không không được tốt. Và cái lúc đấy thì um, quay ngược trở lại thì có có một một cái người sếp của anh thì bác ấy lại đi ngược lại tất cả cái cái số đông. Khi mà anh anh thành công như vậy thì đa phần mọi người đều đều nghĩ là tốt rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà bác ấy thì lại lúc nào cũng cũng không có hồi đấy thì anh không hiểu lắm. Tức là lúc nào bác ấy bây giờ các bạn trẻ hay gọi là sếp cái đì mình ấy. Hmm. À, tức là anh đưa gì kiến gì là bác sẽ phải question rồi bác hỏi rồi bác dập anh ở trong cuộc họp. Đó thế cho đến khi mà vài năm sau khi mà bác ấy à, hết cái nhiệm kỳ tổng đốc bác về nước ấy thì cái tin nhắn cuối cùng bác mới gửi cho anh. Là bác có nói là ngày xưa 22 năm trước đây khi mà tao vào cái công ty này là tao bắt đầu ở cái vị trí y chang như mày và tao cũng thành công rất là nhanh y như mày à, nhưng mà mày thì giống như là mày hình dung rằng là một cái con ngựa chiến á, để trở thành con ngựa chiến từ một con ngựa bất kham trở thành con ngựa chiến á, thì cái việc gìm cái cương lại rất là quan trọng tức là muốn đi mạnh mẽ được muốn đi xa được muốn đi nhanh được ấy, thì bạn phải đi chậm lại và có kỷ luật có tổ chức thì ừ. đấy là một trong những bài học rất là lớn của anh và sau đó thì thì anh biết là mình cần phải thay đổi như thế nào anh biết mình cần phải chậm lại cái gì nhìn nhận mọi thứ ra làm sao và thật sự là ở cái thời điểm đấy thì một trong những cái sai lầm lớn mà anh anh rút ra được và anh không bao giờ anh anh lặp lại nữa chính là việc là cái cái thành công đó, nó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố và rất nhiều người không phải của riêng mình cho nên là đến bây giờ mọi uh, những cái sự thành công hay là mọi những cái kết quả ừ. mà anh đạt được trong kinh doanh ấy, uh, thật sự là từ bên trong anh luôn luôn nói uh, với team rằng Vậy. đây là cái thành công của tất cả mọi người không phải của, của anh hay là uh, và anh không làm một mình anh làm được được cái điều đấy vâng. thì đấy cái ngã rẽ và cái sự thất bại ừ. đau đớn của anh ở ở cái giai đoạn đấy là yếu tố khi mà thành công quá nhiều khi chưa chắc đã phải là tốt Ừ. À. em nghĩ rằng là đó là một chia sẻ mà cực kỳ hữu ích đối với các bạn trẻ đang theo dõi cái số podcast này yeah. em thấy là học quản trị kinh doanh thì có hướng đi như anh là một hướng đi rất là rất là gọi là đúng anh đi Nên là mình học này xong rồi mình đi làm rồi mình dần dần mình sẽ chuyển sang làm quản lý nhưng mà em thấy là ví dụ với rất nhiều bạn trẻ bây giờ ấy, thì có thể là đấy cũng không phải là những lựa chọn của các bạn ý nhưng mà các bạn vẫn vẫn học quản trị kinh doanh vì một lý do nào đấy nhé ừ ở cái khía cạnh như vậy đi, thì anh anh thấy là anh nghĩ thế nào về cái hướng đi của các bạn có có phải là các bạn đã lựa chọn sai và lựa chọn sai thì chỉ có thể lựa chọn lại hay là nếu mà tôi không muốn trở thành một doanh chủ hoặc tôi cũng không muốn gọi là làm quản lý đi ừ. mà tôi lỡ học quản trị kinh doanh rồi thì cái hướng đi nào cho tôi cái câu hỏi này rất là thú vị và và anh anh quan sát là đây nhiều khi nó là câu hỏi cho số đông luôn á rất vâng. là, là nhiều người uh, vấp phải cái này hoặc là thậm chí là gần đây nó có khi mà anh anh theo dõi ở trên mạng xã hội hay là một số những những cái um, trao đổi uh, với cả các uh, trong cái mạng lưới của anh á thì mọi người cũng cũng nói rằng là bây giờ rất là khác so với với cả trước đây. bọn anh thì là luôn luôn là muốn là phải phấn đấu, phải uh, cạnh tranh để để mà đạt được cái gì đấy thì bây giờ nó vâng. có một cái xu hướng là các bạn ấy thậm chí các bạn ấy không thích làm quản lý, hoặc là các bạn ấy uh, cảm thấy sợ khi mà 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 phải nhận những cái trọng trách những cái vai trò hay là đấy, làm quản trị kinh doanh nhưng mà nhiều khi không thích kinh doanh chẳng hạn, hoặc vâng. là, là không không thích uh, những cái liên quan đến kinh doanh. Thế thì anh chia sẻ như này thôi. Nếu mà nhìn nhận về người trẻ nhá, nhìn nhận về người trẻ thì có rất là nhiều bạn đặt những cái mục tiêu khác nhau hoặc là các bạn ấy có những cái định nghĩa khác nhau về thành công này về sự nghiệp này về định hướng này cái này là chuyện bình thường và anh 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 rất là tôn trọng những cái đó ví dụ có những bạn thì các bạn ấy coi rằng là đến bao nhiêu tuổi phải có nhà phải có xe phải làm cái vị trí nào hay là phải kinh doanh cái gì hay là làm chủ cái gì đấy thì mới mới là thành công hay là cũng như việc học thôi, học thì ví dụ như là có những bạn này phải học đại học xong thì sau đi làm một thời gian thì bắt đầu học cao học, ví dụ như thế, vâng. học cao hơn. Mỗi người có một 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 cái định hình riêng. Nhưng mà nếu như mà để gọi là nhìn nhận đối với cả người trẻ thì xác định cái việc là cái quyền lựa chọn cái quyền được lựa chọn đối với người trẻ là quan trọng nhất. Vâng. À. Cuộc sống nó chỉ bế tắc khi mà mình không có sự lựa chọn thôi tức là trong cái gì này việc học cũng thế nhá nếu như mà mình mà đi học ấy, mà mình không được lựa chọn hoặc là mình không tự học để chọn được cái nghề hoặc là cái lĩnh vực cái ngành nghề mà mình thích ấy, thì đấy đã là một một cái vấn đề rồi nhưng giống như vậy giả sử bây giờ tôi đã không được cái đấy rồi Thế bây giờ tôi lại học quản trị kinh doanh rồi thế bây giờ lại bước chân ra trường lại bắt đầu chơi với chơi với thì lại tiếp tục là lại nói là tôi không có sự lựa chọn để đi tiếp thế nhưng mà uh, em để ý nhá Ai là người cuối cùng có quyền lựa chọn, quyết định? Nó là mình. Thế thành ra nếu như mà các bạn có được quyền lựa chọn, thì các bạn cứ lựa chọn. Ví dụ các bạn không muốn đi theo ngành nghề này, các bạn không muốn đi theo lĩnh vực này, các bạn thấy tổ chức này không phù hợp ABCDE gì đấy, thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn lựa chọn. Đấy là là cái quan điểm của anh nhá. Lựa chọn các bạn còn quyền lựa chọn các bạn cứ lựa chọn. Nhưng cái thiếu nhất của người trẻ trong cái khúc cái câu chuyện anh em mình đang nói á, là cái không chịu trách nhiệm về cái lựa chọn của mình không không chịu trách nhiệm là cái này ví dụ bố mẹ hay là thầy cô định hướng tôi không thích thì tôi chọn cái ngành tôi thích nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì lại quay về nói rằng là con lại thấy không phù hợp thế đấy rõ ràng là mình không chịu trách nhiệm rồi đúng không thế dẫn đến cái việc là đi học cũng y chang đấy học một ngành nghề nào đấy một lĩnh vực nào đấy ví dụ quản trị kinh doanh tôi chưa học đến gọi là chuyên ngành đi tôi mới học những cái môn rất là cơ bản thôi kỹ năng học tập rồi làm việc nhóm rồi abdce các cái, kỹ năng nền tảng thì cũng đã lại kêu rằng là cái này không phù hợp mặc dù chưa biết là thực tế nó là cái gì tức là nếu mà để biết là có phù hợp với cả quản trị kinh doanh không á, là bao giờ phải đến giai đoạn mà đi thực hành á, đi xuống doanh nghiệp á, đi thực tập á, thì mới biết là có phù hợp hay không và phù hợp với bộ phận phòng ban nào Nên chưa kịp gì thì đã lại đổ tại rồi lại không không thấy Thì cái này ấy, nó sẽ dẫn đến cái việc tiếp theo là khi đi làm Lại tiếp tục tự lựa chọn Và nhiều khi cũng sẽ lại đổ tạ hmm. À không hợp với sếp Không hợp với tổ chức này Không hợp với văn hóa này Và dẫn đến một cái tình trạng Bản thân anh cũng phải đối mặt rất là nhiều thôi à, Trước đây, đấy chính là việc là nhảy việc Cứ làm một thời gian rất là ngắn Đùng cái lại thấy không phù hợp rồi Lại nhảy và vì Có những bạn một năm là hai ba cái công việc luôn Thì anh nghĩ rằng là đấy cái vấn đề nó nằm ở bản thân nhiều hơn. Đầu tiên là yếu tố là lựa chọn. Muốn lựa chọn phải có những cái yếu tố để cân nhắc và khi nào viết ra được những yếu tố đấy thì mới biết là cái lựa chọn đấy của mình nó có cái mặt tích cực gì, cái điểm hạn chế gì. Và sau đó thì cứ mạnh dạn mà lựa chọn và khi đã lựa chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó. Thì đấy là cái mà mà anh nghĩ rằng là rất nhiều bạn trẻ hiện nay và kể cả người ngoài nhìn vào người trẻ hiện nay là đều đang bị hơi bay một tí, hơi bị bị uh... thiên kiến ở uh, thiên kiến một xíu rằng là uh, các bạn ý không muốn thế này không muốn thế kia, mà thực ra cái yếu tố theo anh đánh giá thì không phải mà nó nằm ở cái sự lựa chọn của bản thân các bạn ấy và cái mức độ chịu trách nhiệm của các bạn ấy thì nó dẫn đến cái tình trạng như vậy. Anh có nghĩ là do hiện giờ thì lựa chọn số lựa chọn nó nhiều quá. Anh nghĩ rằng là đầu tiên đó, là là mình nhìn vào bên trong mình, mình hiểu được cái vấn đề của mình, những việc mà mình cần làm. Đó là một là lựa chọn và thứ hai nữa là chịu trách nhiệm với nó. À, còn nhìn nhận về bên ngoài thì đúng là thời đại bây giờ nó phát triển hơn rất là nhiều, kinh tế rồi tất cả mọi thứ sự bùng nổ về công nghệ thông tin, mọi thứ nó khiến cho con người có nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống. À, bây giờ anh lấy một cái ví dụ ở trong trong chợ thuốc tốt mà anh đang làm đây chẳng hạn. Bà giả sử như là bây giờ em nếu như mà em cần phải mua những cái sản phẩm gọi là thông dụng ở trong cuộc sống kem đánh răng hay cái gì đó em đi ra ngoài siêu thị đi chẳng hạn em sẽ nhìn thấy bạt ngàn đúng không và vâng. đủ các loại kem đánh răng khác nhau các thương hiệu khác nhau rất là nhiều rất là nhiều đấy thì đấy cũng giống như là các bạn ấy ở trong cái hoàn cảnh hiện nay nó vâng, có quá nhiều vâng. sự lựa chọn chả biết là dựa vào cái gì dựa vào giá được không dựa vào thương hiệu được không thì rất là nhiều thứ thế nói hẹp hơn lại là ví dụ như là cái nền tảng trợ thức tốt của bên anh ấy chẳng hạn thì bọn anh cung cấp uh, các sản phẩm dược phẩm cho các nhà thuốc thế thì bây giờ em hình dung em đi ra nhà thuốc đi nó khác so với việc là em mua các cái sản phẩm thông dụng Vì thuốc thì em không thể nào em em và em thích cái gì em bốc cái đấy ra để để em xài được liên quan đến tính mạng con người và rất là nhiều thứ thì cái cơ bản này, em để ý nhá thì cái lúc đấy để đưa ra được cái lựa chọn tốt và chính xác cho cái vấn đề của bản thân mình vâng. thì như vậy là đầu tiên em phải đi khám đã em phải có bác sĩ được gọi là chuyên gia về cái lĩnh vực đấy để đưa cho em một cái giải pháp. Sau đó em cầm cái tờ đơn tức là cái tờ hướng dẫn đấy đúng không? Em đi ra hiệu thuốc lại đưa cho một người là có chuyên môn về dược phẩm để họ nhặt ra được những cái à, dược mà phù hợp với cả em đúng không? Thì cái quy trình đấy nó y như là cho các bạn bây giờ hãy hình dung rằng bây giờ các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Thế nhưng mà nhiều sự lựa chọn đấy chỉ dành cho cái việc là những cái gì nó nó không tác động lớn vào cuộc sống của mình hoặc là những cái sản phẩm thông dụng giống như kiểu là chúng ta có nhiều sự lựa chọn về những cái sản phẩm vui chơi giải trí thì càng ngày càng tốt này không vấn đề gì cả, đúng không? Nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng những cái gì mà quan trọng đến cuộc sống của mình, giống như cái câu chuyện anh nói về 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 thuốc ấy, vâng. đấy thì lại phải khác là hãy gặp những cái người chuyên gia về cái lĩnh vực đấy để họ đưa cho mình cái hướng dẫn phù hợp nhất và hãy để những người có chuyên môn về cái lĩnh vực đấy giúp cho mình lựa chọn phù hợp. Đó y chang như kiểu là cái người hướng nghiệp em này sau đó người ta sẽ đưa cho em một số cái lựa chọn đúng không và em chọn lựa được đúng cái môi trường thì nó giống như việc là thầy cô giáo giống như người bốc thuốc đó. đúng không sẽ lựa chọn được đúng dựa trên cái hướng dẫn kia của cái người định hướng nghề nghiệp thì anh nghĩ là như vậy càng nhiều lựa chọn thực ra nó luôn luôn có hai mặt song hành nhiều hơn nó sẽ tốt cho cái việc lựa chọn chúng ta có được những cái chất lượng hơn nhưng ở chiều ngược lại thì lại phải thông minh hơn phải có cái người dẫn dắt tốt hơn và đấy là lý do vì sao mà anh đánh giá là việc định hướng nghề nghiệp ở Việt Nam là một cái lĩnh vực mà chúng ta còn rất nhiều cơ hội để phát triển rất cần cái những cái người làm trong cái lĩnh vực này những người làm giáo dục nhưng mà lại ở cái khía cạnh trước khi mà các bạn ấy lựa chọn ngành nghề học nó ở cái khía cạnh là hướng nghiệp cho các bạn cực kỳ quan trọng có một cái luồng quan điểm là những người mà gọi là thích đi khởi nghiệp tức là muốn làm chủ, muốn tự có những cái sản phẩm hoặc có muốn tự có những doanh nghiệp của riêng mình thì nên học quản trị kinh doanh và đó là một ngành học phù hợp với họ. thì em có hai câu hỏi, một là ý kiến của anh về cái quan điểm này như thế nào và thứ hai là nếu Lúc. giả sử như một bạn trẻ mà muốn khởi nghiệp đi và bạn ấy lựa chọn học quản trị kinh doanh đi thì đâu là cách để bạn có thể tối ưu cái thời gian học và 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 chuẩn bị cho cái sự nghiệp tương lai của mình Đúng. ngoài câu chuyện là đi học không? Ừ. bởi vì thậm chí là bản chất thôi à, mọi người cũng không có hiểu theo anh nhé là không hiểu đúng về startup này Được. khởi nghiệp này hay là entrepreneurship là tinh thần doanh chủ này hay là kinh doanh rất là là nhiều những cái khái niệm mọi người cứ nghĩ là nó gần gần giống nhau hoặc na ná nhau đấy nó không phải à, một cái doanh nghiệp hay là một cái tổ chức ấy, nó có những cái giai đoạn phát triển khác nhau Được. và ở từng cái giai đoạn đấy thì cái công việc của cái người làm trong cái tổ chức đó nó cũng khác nhau. Ví dụ startup khởi nghiệp nó là câu chuyện đi từ 0 cho đến một, vâng. à, tức là từ em chẳng có một cái gì cả, tức là uh, chúng ta không có sản phẩm hữu hình, chúng ta không có dịch vụ đã tồn tại, uh, chúng ta thấy những cái nhu cầu đó, những hay là những cái nỗi đau ở, ở, ở trong uh, xã hội và cái người startup cái người mà khởi nghiệp đó họ tìm ra cái cách để giải quyết cái vấn đề đấy vâng. và họ gần như đó, và đa phần là họ sẽ phải tự làm tất cả mọi thứ làm hết tất cả mọi thứ luôn à, hoặc là có một nhóm mỗi người khoảng hai ba người gì đó bắt đầu khởi nghiệp vừa góp vốn vừa góp cái kinh nghiệm của mình để bắt đầu cái cái công việc kinh doanh như đấy gọi là khởi nghiệp nhưng mà cái câu chuyện là từ một lên đến một trăm lên đến một nghìn vâng. hay gọi là skill up đấy vâng. Vâng. lên đó thì lúc đấy nó sẽ chính là câu chuyện về quản trị kinh doanh à, bởi vì là khi em đã có sản phẩm rồi em đã chứng minh được em th thương mại hóa được nó rồi nên câu chuyện là làm sao để mà em nâng cái giá trị của doanh nghiệp đấy lên à, tối ưu cái hệ thống đấy lên thì nó sẽ bắt đầu cần về quản trị kinh doanh à, các phòng ban hoạt động như thế nào vai trò của từng người ra làm sao tất cả mọi thứ thế thì khi mà hiểu được đúng như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì nếu như một người tức đam mê về khởi nghiệp thì không nhất thiết họ cần phải học quản trị kinh doanh thế ừ. này là không nhất thiết bởi vì chúng ta thấy rất nhiều người đâu có học gì về quản trị <laughs> kinh doanh đâu nhưng mà vẫn khởi nghiệp được và vẫn thành công thế không có gì cả và thậm chí là có rất nhiều người đang học luôn nhưng mà người ta bỏ ra người ta kinh doanh vâng. à thì cái chuyện này cũng không vấn đề gì cả họ không dừng cái việc học của họ lại chỉ có cái là không học chính thống ở trong trường mà học ở bên ngoài thôi thế thì khi mà đã xác định được như vậy nếu như mà tôi xác định rằng tôi khởi nghiệp và tôi muốn làm cái doanh nghiệp của tôi nó phát triển hơn, nó lớn hơn ấy, Thì người nào mà học quản trị kinh doanh ấy, thì lại có những cái lợi thế riêng vâng. Vì khi em học quản trị kinh doanh rồi thì em sẽ có một cái góc nhìn tổng quát và đa chiều về cả một cái doanh nghiệp Nó sẽ cần những cái bộ phận nào, nó sẽ cần những cái phòng ban nào, thực hiện vai trò gì Thì trong quá trình khởi nghiệp á, ngay ở trong cái giai đoạn từ 0 đến 1 á em đã biết đi tìm cái đối tác đi tìm cái partner cái founder cùng ừ. với mình ấy, là bổ trợ được cho cái doanh nghiệp của mình rồi 30. nó rất khác có rất nhiều người khởi nghiệp ấy, thì sẽ thường là kiếm khoảng hai ba ông bạn thân ừ. thậm chí là hai ông bạn thân ấy học cùng cái ngành nghề cùng cái lĩnh vực với mình luôn tức là giỏi như nhau về một lĩnh vực thế xong đó bắt đầu là khởi nghiệp thì sau này đa phần anh quan sát thì thường những cái trường hợp đấy nó không đi được xa và uh, các founder không đi được lâu dài với nhau vì các bạn chỉ có một một chiều một khía cạnh thôi. Thế nhưng mà nếu như mà à, tôi là một người làm sản phẩm rất là tốt đi chẳng hạn. À, tôi có thể là là cái người sản phẩm làm ra sản phẩm à, của cái startup ấy tốt. Nhưng mà nếu như mà trong cái team founder của tôi có những người rất là tốt về finance thì đảm bảo rằng là sau này trong cái quá trình à, khi mà em gọi vốn này hay tất cả những cái stage sau của của khởi nghiệp và kinh doanh nhé thì chắc chắn là sẽ là lợi thế rất là nhiều. Rồi nếu như mà trong cái team founder của mình Mình đã tìm được một người mà mình biết rằng là Cái người này là một người vận hành Quản trị về operation rất là tốt và Tối ưu rất là tốt chẳng hạn Thì sau này cái startup của mình nó sẽ phát triển Tốt hơn Thì đấy là cái ý đầu tiên mà anh muốn nói Tức là nếu như mà bạn muốn khởi nghiệp Thì không nhất thiết bạn học quản trị kinh doanh Nhưng nếu như bạn học quản trị kinh doanh Thì bạn sẽ có một cái kiến thức nền Tốt để có thể bắt đầu cái kinh doanh của mình còn cái ý thứ hai mà anh muốn chia sẻ đấy là làm sao để tối hưu được trong quá trình à, học quản trị kinh doanh mà lại vẫn khởi nghiệp được thì thực ra cái việc khởi nghiệp nó chả liên quan gì đến việc em có đi học hay không hay là em đang học cái gì bởi vì khởi nghiệp nó nằm ở cái tinh thần mình muốn làm những cái điều đấy muốn bứt phá ra khỏi những cái khuôn khổ hiện hành để giải quyết được những cái vấn đề ở, ở trong xã hội thế chính vì thế thì um, anh cũng có cơ hội về một số trường đại học nói chuyện với cả sinh viên, đặc biệt là gần đây thì thì anh cũng có nói chuyện với cả một cái chương trình là các bạn học quản trị kinh doanh nhưng mà là học khởi nghiệp, à, học khởi nghiệp chương trình khá là thú vị. Thì ngay trong cái quá trình học ấy, là các bạn đã được tự chọn cái nhóm, chọn cái mô hình kinh doanh, chọn cái sản phẩm hay là những cái gì mà bạn ấy muốn làm ấy, là các bạn khởi nghiệp luôn ở trong chương trình đấy luôn. À, hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái chương trình tương tự như vậy và các bạn có những cái cuộc thi khởi nghiệp và ví dụ như là đợt vừa rồi um, bên hiệp hội thương mại điện tử thì có một một cái cuộc thi về uh, khởi nghiệp mà có kinh doanh số ấy, thì cả nước có hơn 400 trăm đội và thậm chí là khi bọn anh đi chấm ấy, thì rất là bất ngờ có những cái bạn mà vào đến vòng cuối bọn anh có thể đánh giá rằng là uh, mặc dù mới chỉ là sinh viên thôi uh, nhưng mà cái khả năng làm thương mại điện tử của bạn ấy nó còn tốt hơn rất nhiều người đang là nhân viên của bọn anh luôn tức là ừ. rất là giỏi các bạn có thể biến được được thực tế cái đấy có thể kinh doanh được luôn và các bạn ấy chứng minh rằng các bạn có doanh số ở ở trên nền tảng thương mại điện tử luôn rất là giỏi thì chính vì thế là cái việc học và cái việc khởi nghiệp á anh nghĩ rằng là hoàn toàn có thể song hành cùng với nhau chỉ có ừ. cái là đấy nếu như bạn có mục tiêu như vậy thì đấy phải kỷ luật này phải có mục tiêu rất là rõ ràng và cam kết về cái việc đấy chứ không phải là đấy từ cái việc học quản trị kinh doanh thôi đã không thể nào mà gọi là theo hứng mà học được thì nếu mà làm khởi nghiệp ấy, làm startup ấy thì nó còn vất vả hơn. Bạn Đúng. làm đâu phải 8 tiếng ngày đâu mà làm đến bao giờ ra thì thôi. Ừ, đấy, thì là thực tế là là đấy là cái góc nhìn của anh về việc học quản trị kinh doanh và làm khởi nghiệp. Làm được cùng nhau. Em thấy là anh Tùng đã từng thử sức ở rất nhiều doanh nghiệp khác nhau ở rất là nhiều cái lĩnh vực cũng như là các cái quy mô khác nhau. Vậy thì em em rất là thắc mắc à, cái cái kiến thức mà anh học được trong quá trình học uh, quản trị kinh doanh từ ngày xưa thì nó giúp anh thế nào trong câu chuyện là bắt nhịp với những cái mô hình hoặc là những cái cái hướng đi rất là khác nhau như thế ạ. Nếu mà để gọi là là chia sẻ uh, từ cái góc nhìn cá nhân của anh thôi. Tức là đối với rất là nhiều người thì khi mà các bạn ấy đi làm này uh, thì các bạn ấy thường là sẽ gắn với một cái lĩnh vực nào đấy hoặc là một cái ngành nghề nào đấy và cứ thế là cứ đi thôi. Ví dụ là ai làm về uh, Xuất nhập khẩu thì cứ làm xuất nhập khẩu. Vâng. Ai làm về bán lẻ thì cứ làm bán lẻ. Ai làm F&B thì cứ làm F&B. Và các bạn ấy sẽ phát triển cái sự nghiệp đấy của mình. Thì đối với cả bản thân anh thì nó lại hơi khác một xíu, tức là anh làm với nhiều các cái tổ chức ở các cái giai đoạn khác nhau, rồi thì các lĩnh vực khác nhau. Từ e-commerce từ về phân phối dược phẩm, rồi xuất nhập khẩu thương mại, rất là nhiều thứ, rất là nhiều lĩnh vực. Thế thì cũng có rất là nhiều người người hỏi anh cái cái câu là thế thế làm thế nào mà mình không bị ngợp này và làm thế nào để mình bắt nhịp được với cả một một cái công việc mới thì thực ra là là đối với anh thì anh nhìn nhận mọi cái kinh doanh hay là mọi cái tổ chức ấy, nó là một cái bộ máy. một trong những giáo sư trước đây của anh khi mà anh học ấy, thì còn nói một cái câu tức là thực ra về mặt bản chất quản trị kinh doanh ấy, thì nó các cái mô hình nó không thay đổi quá nhiều thậm chí là vài chục năm thậm chí cả trăm năm những cái mô hình nó vẫn đúng vâng thế nhưng mà mỗi cái người làm quản trị ấy, thì sẽ chọn ra một cái mô hình quản trị hoặc là một cái style quản trị của riêng mình và cái đấy thì nó phải biến nó trở thành của cái người đó và người đó có thể áp dụng một cách uyển chuyển nhất hiệu quả nhất và tối ưu nhất cho các cái doanh nghiệp của mình thì đối với cả anh ấy, là anh um, có một cái mô hình mà anh luôn luôn sử dụng ở trong mọi cái mô hình kinh doanh mà anh tham gia à, đấy là balance score cả bốn ừ. cái yếu tố để để nhìn về về một cái tổ chức một cái doanh nghiệp thì lúc nào anh chỉ nhìn nó có bốn thứ thôi doanh nghiệp nào cũng thế công ty nào cũng thế ngành nghề nào cũng thế lĩnh vực nào cũng thế đầu tiên là cái bức tranh tài chính của họ như thế nào giai đoạn nào cũng cần về liên quan tài chính hết mà Đúng không? Vâng. Cái yếu tố thứ hai là khả năng học tập và phát triển Learn and grow của cái tổ chức đó Là yếu tố với con người Cái tổ chức đấy nó có cái văn hóa học tập Nó có cái khả năng phát triển hay không Thì nó phụ thuộc vào con người vâng. à, Startup thì mình sẽ nhìn vào founder à, Nếu mà một doanh nghiệp thì mình sẽ nhìn vào cái ban giám đốc Hoặc là hội đồng quản trị của doanh nghiệp đấy Nó có cái yếu tố đấy hay không Và cái thứ ba là nó có hệ thống quản trị hay không Hay đơn giản là nó có quy trình nội bộ hay không bởi vì nếu như mà một cái tổ chức mà không có cái hệ thống quản trị tốt không có những cái mô hình không có những cái chuẩn mực về mặt quản trị thì sẽ không thể phát triển lớn được nó không thể phát triển lớn được càng chặt chẽ càng có quy trình thì mình mới automate được mới có thể tự động hóa được mới có thể tăng tốc độ phát triển được đấy là yếu tố mà thứ ba mà anh sẽ quan tâm và cái cuối cùng là trải nghiệm của khách hàng vì cái người khách hàng là người trả tiền cho doanh nghiệp là người tạo ra cái nguồn doanh thu cho cái doanh nghiệp đó Thế cho nên là cái yếu tố thứ tư mà anh luôn luôn quan tâm là cái trải nghiệm của khách hàng với cái doanh nghiệp này với cái uh, ngành nghề này với cái lĩnh vực này nó đang như thế nào thì dựa vào bốn yếu tố này thì bất kỳ một cái lĩnh vực nào bất kỳ một doanh nghiệp nào anh cũng nhìn vào bốn cái yếu tố này và dựa trên đó thì anh sẽ có thể đánh giá một cách sơ bộ ngay ban đầu là cái vấn đề của tổ chức này nó đang nằm ở đâu và mình cứ tập trung vào đó làm tốt giải quyết được cái vấn đề đấy thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra giá trị cho cái doanh nghiệp đấy giống như là ví dụ như nói về trợ thuốc tốt đi chẳng hạn startup bức tranh tài chính thì chắc chắn là bọn anh khi đầu tư thì bọn anh phải phải phân tích cái này rồi thì không phải vâng. phải nói nhiều à, cái yếu tố về học học tập và phát triển ấy, thì vào một cái là bọn anh thấy ngay cái team founder và tất cả cái cái cái, cái đội ngũ nhân viên nó có cái tinh thần đấy luôn là các bạn ấy có những cái ngày các bạn ấy thi lên tay nghề để để, để lên nương ấy là cả công ty học và sau đó là thi làm hết giờ làm việc là tối là, là là thi để đọc hết cái quy trình rồi nắm rõ quy trình rồi thi tất cả mọi thứ và cái thứ ba nữa là về yếu tố là cái quy trình ấy, thì ngay từ đầu là bên trợ thuốc tốt là các bạn đã viết đầy đủ tất cả quy trình vận hành luôn được văn bản hóa luôn và vâng. chính vì thế thì khi bọn anh vào mà xây dựng cái ERP nền tảng quản trị nội bộ ấy, vâng. là hoàn toàn có thể tự động hóa được luôn à, cuối cùng thì là cái khúc cuối là trải nghiệm khách hàng là vào thì anh thấy rằng là à nó chưa được tốt lắm thì anh nói là à, đây là cái mà tôi sẽ tham gia cùng với các bạn để có thể hỗ trợ đấy làm doanh nghiệp nào công ty nào ngành nghề nào lĩnh vực nào anh cũng đều nhìn là như vậy và rất là may mắn là khi mà học quản trị ấy, thì anh được cung cấp những cái kiến thức nền như vậy và cuối cùng là đem nó vào áp dụng ở trong cái doanh nghiệp của mình vâng như vậy là uh, nếu mình có một cái khung về mặt uh, kiến thức và mô hình ừ. và thì thì mình cơ bản là mỗi doanh nghiệp ở mỗi quy mô và mỗi ngành nghề khác nhau thì có thể nó sẽ có những cái điểm đặc thù khác nhau nhưng mà chắc chắn là với những cái liên quan đến quản trị thì thì mình hoàn toàn có thể ứng dụng những cái thứ mà mình đã gọi là đã mô hình hóa vào các quy mô doanh nghiệp khác nhau Hoặc các doanh nghiệp khác nhau và đều tạo ra được giá trị ừ. em thấy anh cũng có nhắc khá khá về trợ thức tốt thì em em rất là thắc mắc anh đã từng làm việc ở những cái doanh nghiệp rất là lớn với nguồn nguồn lực nó cũng dồi dào và bây giờ thì anh đã lựa chọn là trở thành CSO của trợ thức tốt là một startup em nghĩ chắc chắn là, là start up thì đương nhiên là không thể nào dồi dào bằng những cái doanh nghiệp lớn với doanh thu hàng nghìn tỷ như anh đã từng, đã từng làm quản trị thì đâu là cái lý do mà anh đưa ra quyết định này và cái thách thức nào là cái thách thức mà anh đang tìm kiếm ở chợ thuốc tốt ạ ừ cái lý do mà khi mà bọn anh đầu tư vào vào chợ thuốc tốt thì thứ nhất là để nó là trở thành một một phần trong cái hệ sinh thái các cái cái công ty của anh à, thế nhưng mà để nói là tại sao lại một lần nữa lại dấn thân vào cái giai đoạn rất là sơ khởi của một cái doanh nghiệp tức là khởi nghiệp á thì à. À, trong quá trình mà anh làm về quản trị kinh doanh này, rồi đặc biệt là khi mà làm nhiều về thương mại điện tử thì anh mới để ý thấy rằng là cái hệ sinh thái, cái môi trường cho cái việc khởi nghiệp của Việt Nam, ấy, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử thì nó đang dần dần nó được hình thành và chắc chắn nó sẽ là cái xu hướng tốt để các startup có thể xây dựng được cái hoạt động kinh doanh của mình và anh nghĩ rằng là trong tương lai Việt Nam chắc chắn sẽ có rất là nhiều kỳ lân. Vâng. À, những cái, cái doanh nghiệp đạt đến đến cái cái ngưỡng tỷ đô. Bởi vì là bây giờ cái sự hỗ trợ về chính phủ cũng rất là tốt này. Vâng, rất là tốt. Các cái vườn ươm cũng rất là tốt. Cái mô hình này trước đây ở Việt Nam rất là ít nhưng mà bây giờ thì thì bắt đầu có nhiều hơn. Các à, các viện nghiên cứu ở trong các trường đại học bây giờ là cũng đã làm việc thực tế cùng với cả các cái startup để cùng nghiên cứu, cùng làm ra sản phẩm rồi. Các cái quỹ đầu tư hoặc là những cái nhà đầu tư thiên thần giống như bọn anh đầu tư vào các startup cũng đã bắt đầu nhiều hơn và cuối cùng là cái yếu tố startup, các startup bây giờ không còn viển vông ở trên trời giống như một cái giai đoạn mà nó phát triển nóng quá nữa, à, giống như giai đoạn này thì đang gọi là là mùa đông của uh, gọi vốn này. Vâng. Thế nhưng mà ví dụ như trong cái mảng health tech của bọn anh năm ngoái thì nó tăng lại rất là cao, thậm vâng. chí là nó đi ngược chiều với cả cái cái xu hướng uh, gọi vốn. Khi mà health tech thì lại là là cái yếu tố được đầu tư rất là nhiều trong cái giai đoạn này, thì bọn anh quyết định bọn anh nhảy vào làm việc với startup thì đúng như em nói đó là các bạn thì thiếu rất nhiều yếu tố. Vâng. Nhưng mà đó là cái là mình đang có chẳng hạn à, những cái kinh nghiệm để phát triển về kinh doanh mình có thể hỗ trợ cho các bạn ý. à, Một phần nào đó là gọi là về vốn hoặc là một phần nào đó là có thể giúp cho các bạn ý trong những cái bước gọi vốn tiếp theo đó, để làm sao mà tăng được cái valuation của doanh nghiệp một cách có hiệu quả và có chiến lược rồi tái cấu trúc định hình lại. À, ví dụ như là là bởi vì em cũng đã làm startup thì em sẽ sẽ biết rằng là nếu như mà một startup mà họ chỉ làm đơn giản về thương mại thôi thì định giá nó không bao giờ có thể cao được đó thế nhưng mà ví dụ là một startup mà về công nghệ chẳng hạn thì x 10 là chuyện bình thường đúng không valuation hoàn à, toàn có thể gấp 10 lần doanh thu là là chuyện bình thường thì đấy là những cái yếu tố mà bọn anh cảm thấy rất hào hứng bản thân anh rất là hào hứng khi mà làm việc với cả startup như vậy và giúp cho các bạn ấy đi đúng cái con đường đi đúng cái định hướng mà ngay từ đầu các founder đã đã muốn làm vì hầu hết anh để ý có một cái đặc điểm của các cái startup mà thành công đó. đấy là cái khởi đầu cái mong muốn ban đầu của họ nó không phải là họ muốn trở nên giàu hay là gì cả ừ. mà là cơ bản nhất là họ muốn giải quyết một vấn đề gì đấy ở trong cuộc sống ở trong kinh doanh ví dụ như đối với cả chợ thuốc tốt thì chẳng hạn thì cái việc phân phối dược phẩm ở Việt Nam thực ra nó rất là nhiều khâu rất là phức tạp nhưng mà nếu như bằng công nghệ thì bọn anh có thể giải quyết được và tối ưu được cũng như là giảm cái chi phí đến cái tay người dùng cuối hoặc là giúp được các cái nhà quầy thuốc nhỏ họ có à. thể số hóa được, họ có thể tự động hóa được cái quy trình đấy. Và chính vì thế là sau khi mà bọn anh tham gia vào chợ Tô Tốt thì đến thời điểm này đâu đó bọn anh cũng đã có thể có được một lượng khách hàng nhất định. Ví dụ như cả cái dung sai thị trường thì nó khoảng 66.000 nhà thuốc thì bọn anh đến thời điểm này cũng khoảng 15-16.000 rồi. Là rất là nhanh chóng để để vâng. có thể phủ được vì mình dùng công nghệ mà đấy là những cái mà bọn anh đang cố gắng làm và hy vọng rằng là sẽ còn nhiều các startup khác có thể đóng góp vào cái quá trình xây dựng cái uh, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam. Vâng, em nghĩ là đấy là một cái tức là theo em hiểu thì nó giống như là một cái bước <laughs> gọi là giúp cho anh anh mang những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của mình ở những cái môi trường có thể tạm gọi là chuyên nghiệp hơn so với môi ừ. trường startup và áp dụng nó vào những cái mô hình để giúp cho những mô hình khởi nghiệp của việt nam có thể tăng cái xác suất thành công và hướng đến những cái bài toán nó lớn hơn em thông thường thì trước khi kết thúc một số podcast thì em thường có một câu hỏi dành cho tất cả khách mời đó là nếu bây giờ có một cái lời khuyên nào đó dành cho các bạn khán thính giả đang theo dõi podcast này thì anh sẽ khuyên gì nếu mà có một cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn nghe cái postcard này và nếu nghe đến thời điểm này tức là các bạn rất quan tâm đến chủ đề là quản trị kinh doanh vâng học và làm quản trị kinh doanh thì cái lời khuyên và một cái lời gửi gắm tức là các bạn hãy luôn luôn nhớ rằng là gì cái thành công lớn nhất đối với cả một người trẻ hay là bất kỳ ai thôi đấy là việc là bạn có cái quyền được lựa chọn càng ngày theo cái thời gian sự nghiệp và cái cuộc sống của bạn càng lớn tuổi thì bạn sẽ càng có ít sự lựa chọn. Nhưng các bạn là những người có đang rất là trẻ cho nên các bạn có quyền lựa chọn và có nhiều sự lựa chọn. Thì hãy mạnh dạn lựa chọn và chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Một lần nữa thì em nghĩ là kỳ cái keyword ở đây lại là gọi là chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình Câu chuyện lựa chọn thì nó luôn luôn là một cái mà mà ai cũng biết rồi. Ừ. Nhưng mà việc mà chịu trách nhiệm và thực sự gọi là là sẵn sàng để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình lại là thứ mà có lẽ là rất nhiều bạn sẽ nên chú tâm hơn để mình có thể đưa ra những quyết định mà mình cơ bản là mình có thể hiểu được rằng nó sẽ đem lại cái cái hiệu ứng gì đối với cuộc sống của mình. Một lần nữa em rất là cảm ơn anh Tùng vì đã dành thời gian đến văn phòng của Spyroom trong một buổi thứ bảy, một sáng thứ bảy. thì em hy vọng là trong tương lai thì sẽ có những cái cơ cơ hội khác để trao đổi với anh về những cái chủ đề khác nữa và em cũng rất là hy vọng là trợ thuốc tốt là cái cái công việc hiện tại của anh sẽ tiếp tục đạt được những cái thành công trong thời gian sắp tới và em tin rằng là cái lĩnh vực health tech này là một lĩnh vực mà về cơ bản nó sẽ có rất nhiều cái giá trị cho xã hội và em hy vọng là trợ thuốc tốt sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị đó để đem đến cho gọi là những người ví dụ như em em đang trong ngày hôm nay là em đang ốm đấy thì thực sự là là em thực sự là sẽ rất cần những cái những cái tiếp cận những cái về công nghệ để làm sao cho cái lĩnh vực sức khỏe này nó được trở nên tốt hơn và một lần nữa em cảm ơn anh hy okay. vọng là sẽ được gặp anh lại, lại okay. anh trong một cảm ơn em cảm ơn chương trình uh,